Theo chưa thể gọi xe ô tô tại 63 tỉnh thành như công bố ngay sau khi ra mắt, MyGo tuyên bố sẽ triển khai đồng loạt tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Ứng dụng này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong lĩnh vực gọi xe như Grab, Go, Be, Go Việt. Tuy vậy, xoay quanh việc triển khai dịch vụ MyGo, ứng dụng gọi xe công nghệ do Việt Post phát triển đang gặp vấn đề về thủ tục pháp lý. Theo đó, Quyết định 24 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 7 tháng 1 năm 2016 về việc thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, chỉ cho phép việc thí điểm tại 5 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh. Điều kiện để các phương tiện được tham gia thí điểm là xe ô tô dưới 9 chỗ có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, được cấp phù hiệu xe hợp đồng, có niên hạn sử dụng không quá 8 năm và đáp ứng đủ các quy định theo yêu cầu của pháp luật. Như vậy có thể thấy có độ vinh nhất định về phạm vi thực hiện giữa quyết định của Bộ Giao thông Vận tải và tuyên bố sẽ triển khai đồng loạt tại 63 tỉnh thành trên cả nước của MyGo. Đại diện Viettel, Puts cho biết, MyGo hiện được Bộ Giao thông Vận tải cho phép vận chuyển hành khách và giao hàng bằng xe gắn máy tại tất cả các tỉnh thành. Với xe taxi, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu MyGo phải ký hợp đồng thông qua các công ty hoặc hợp tác xã taxi truyền thống. Đối với xe cá nhân dưới 9 chỗ, loại hình này hiện đang còn trong giai đoạn triển khai thí điểm. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã hướng dẫn MyGo phải xin ý kiến của từng địa phương một trong số 5 tỉnh được phép triển khai thí điểm.